chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, chúng ta đã biết rất rõ được sự can thiệp của Trung Quốc vào chiến tranh Việt Nam. Thế nhưng còn một nước nữa cũng can thiệp rất nhiều đến mình, đó chính là Liên Xô. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao Liên Xô lại muốn viện trợ cho Việt Nam như vậy, trong khi trước đó thì rõ ràng là họ chẳng mặn mà gì với mình. Minh chứng cho điều này là dưới thời của Stalin thì ông này chưa bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào tài lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì thế nên Liên Xô cũng chẳng có sự giúp đỡ gì nhiều. Cụ thể là trong tài liệu phân tích từ văn khố của Nga đã chứng minh những đánh giá sai lầm của Stalin về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Stalin luôn là một trong những người nghi ngờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Marie Thorez, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Pháp lúc bấy giờ, đã từng rất nhiều lần thuyết phục Stalin rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người tin cậy được và là một tín đồ Cộng sản chân chính. Nhưng theo Thorez, Stalin thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi quá xa trong việc hợp tác với người Mỹ ở Thế chiến thứ hai và bất bình vì ông Hồ không chịu hỏi ý kiến Stalin trước khi quyết định những vấn đề lớn. Cũng trong văn bản đó, Stalin nhắc lại quyết định của Hồ Chí Minh giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1945. Thorez đã nói rằng ông ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục Stalin hiểu việc làm đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đơn thuần là giải pháp tình thế nhằm duy trì quyền lực và tranh thủ sự ủng hộ của quân chúng trong cuộc đối đầu với các kẻ thù của Đảng. Rõ hơn cho việc Liên Xô không đả động gì đến Việt Nam dưới thời Stalin, đó là cuộc trò chuyện giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Stalin vào tháng 2 năm 1950 tại Moscow. Stalin đã đặt một câu hỏi rất đanh thép rằng người Việt Nam muốn ngồi vào chiếc ghế nào? Ý của Stalin ở đây là chọn theo cộng sản chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa. Mãi về sau nhờ có Mao Trạch Đông đứng ra thuyết phục giúp thì Liên Xô mới công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 30 tháng 1 năm 1950. Năm 1953, Stalin mất và Nikita Khrushchev lên thay để trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Liên Xô. Cứ tưởng sự thay đổi này sẽ có lợi cho Việt Nam, thế nhưng không phải, tránh vỏ dưa lại gặp ngay củ chuối. Tổng Bí thư mới của Đảng Cộng sản Liên Xô là Khrushchev tuyên bố đét đẹt rằng ông sẽ chung sống hòa bình với phe tư bản chủ nghĩa. Và thế là ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Năm 1953 là năm mà mình đang trong giai đoạn nước sôi lửa nguội, đang đánh nhau với Pháp tóe hết cả máu ra. Thế nhưng với tình hình ông anh như này thì ai cũng hiểu là khoai rồi. Đau hơn ở chỗ là cùng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa với nhau, thế nhưng Liên Xô lại không tài trợ cho Việt Nam mà lại đi tài trợ cho mấy thằng khác quan điểm với mình, như kiểu là Ấn Độ, Ả Rập hay Afghanistan. Ngoài ra thì còn các nước khác ở Bắc Phi và Trung Á. Đến năm 1954, tại hội nghị Geneva cũng vậy, Liên Xô vẫn chẳng đả động gì đến Việt Nam. Cái việc đầu tiên mà Liên Xô muốn đó là phải có lợi cho họ, chứ còn Việt Nam thì quan tâm làm gì cho mệt đầu. Liên Xô luôn hững hờ câu chuyện chia cắt Việt Nam, nói chung là thế nào cũng được, nhanh lên là được, lấy được bao nhiêu thì hay bằng đấy. Trung Quốc trình bày một cái là gật đầu luôn. Sở dĩ Liên Xô đồng ý với việc chia cắt Việt Nam làm hai như vậy, đó là bởi ba lý do. Lý do đầu tiên là Liên Xô rất lo ngại về một cuộc đại chiến thế giới có thể lan rộng từ một đốm lửa nhỏ là Đông Dương. Nếu đánh nhau to nữa thì Mỹ có thể tập hợp các nước phương Tây thành một mặt trận thống nhất để tham chiến. Và điều này đồng nghĩa với việc Liên Xô phải tính tới chuyện can dự để hỗ trợ hai nước cùng phe là Trung Quốc và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Liên Xô không thể nào lường trước được hậu quả của việc lan rộng chiến tranh, thậm chí lỡ ngỡ các bố ấy còn chiến tranh hạt nhân thì rất dở. Chính vì thế mà Liên Xô luôn muốn giảm nguy cơ này đi bằng ngoại giao. Đây cũng chính là lý do mà tại sao Liên Xô lại chủ động phát động hội nghị Geneva và thỏa hiệp với các điều kiện của phương Tây nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột. Lý do thứ hai là Liên Xô rất ngại Pháp sẽ gia nhập vào cộng đồng phòng thủ châu Âu, một tổ chức ngầm nhắm vào họ. Chính vì thế mà Liên Xô sẵn sàng lôi Đông Dương ra để đàm phán với Pháp, mục đích là để Pháp đừng nhập hội phang Liên Xô nữa. Lý do thứ ba, Liên Xô hiểu rằng để nuốt trọn cả Việt Nam đi theo mình là một điều rất khó. Chính vì thế mà lấy một nửa thôi cũng là mừng lắm rồi. Có một nửa đó thì đằng nào nó chả là một quốc gia, mà thêm một quốc gia nhập hội với mình thì mình càng củng cố thêm được vị thế lãnh đạo. Và đó cũng chính là những lý do mà Liên Xô ủng hộ đề xuất chia đôi Việt Nam của Trung Quốc. Lợi ích của Liên Xô lúc nào cũng phải được đặt lên hàng đầu. Dưới thời Khrushchev thì Liên Xô muốn sống hòa bình với các nước tư bản. Thế nhưng đây là điều mà Trung Quốc cực kỳ phản đối. Trung Quốc muốn phải phang chết mẹ bọn tư bản đi, chứ để chúng nó lộng hành như thế thì có mà chết, bao giờ mới yên ổn làm ăn được. Chính vì thế mà Trung Quốc đã tận dụng chính sách sai lầm này của Liên Xô để ủng hộ phong trào phản đế quốc, đứng lên tố cáo Liên Xô phi cách mạng. Liên Xô sẵn sàng hy sinh lợi ích của các dân tộc ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin để đổi lấy hòa bình. Thậm chí là Liên Xô còn cấu kết với các cường quốc tư bản da trắng phương Tây. Chính mâu thuẫn này đã khiến cho mối quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc giống hệt như bài hát từ người thương bỗng hóa người rừng.
Trung Quốc thì liên tục kêu gào rằng Liên Xô là thằng chơi bẩn, là anh cả nhưng mà chỉ biết nghĩ đến mình, kìm hãm phong trào giải phóng dân tộc của các nước khác. Chính vì thế mà các nước khác ấy, chúng mày phải nghe tao đây này. Tao mới là thằng viện trợ cho chúng mày, tao mới là thằng tốt, chúng mày hiểu không? Liên Xô ấy nó ích kỷ lắm. Rất may là đến năm 1964 thì Brezhnev đã lên thầy Khrushchev và Liên Xô đã thay đổi hoàn toàn cách đối xử với Việt Nam. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây đó là bao nhiêu năm qua Liên Xô hững hờ với Việt Nam, thế mà giờ tự nhiên họ lại đối xử hoàn toàn khác với mình như vậy. Ngày xưa Liên Xô chỉ ủng hộ bằng cách tuyên truyền thuần túy mà thôi, bây giờ họ còn chuyển sang hỗ trợ bằng vật chất nữa thôi. Chả nhẽ lại có một người tự dưng tốt với mình như vậy hay sao? Động cơ của Liên Xô trong vấn đề giúp đỡ này là gì? Nguyên nhân đầu tiên là sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ xảy ra vào tháng 8 năm 1964. Đây là sự kiện đã khiến cho Liên Xô nhận ra rằng thôi chết mẹ rồi, ruộng lương anh gửi bạn thân cày lâu quá, giờ cỏ nó mọc ung tùm hết rồi. Ngày xưa Liên Xô có bao giờ thèm đoái hoài đến châu Á đâu, Liên Xô chỉ quan tâm đến châu Âu mà thôi. Châu Á là giao nhiệm vụ cho Trung Quốc quản lý. Thế nhưng sau một thời gian nhìn lại thì toàn hoàng qua, Việt Nam bây giờ đã trở thành một điểm nóng của các cuộc chiến tranh giữa hai phe tư bản và cộng sản. Bây giờ Liên Xô không thể nào đứng giữa nhìn được nữa mà buộc phải nhảy vào với vị thế là anh cả của khối xã hội chủ nghĩa. Nguyên nhân thứ hai là bởi Liên Xô nhận thấy rằng cái thời của ông Tổng Bí thư trước, ông ấy chơi bài chung sống hòa bình, chỉ có ăn xong đi hòa giải với Mỹ và phương Tây, chả quan tâm gì đến các nước như kiểu Việt Nam. Chính vì thế mà đã bị Trung Quốc lợi dụng và gia tăng ảnh hưởng. Tất nhiên không chỉ có Việt Nam mà còn rất nhiều các nước khác. Liên Xô với Trung Quốc đang ghét nhau như chó với mèo, giờ phải tìm cách đập thằng Trung Quốc cho nó hiểu như nào là lễ độ chứ, đúng không? Và thế là Liên Xô đã nghĩ ra cách kết hợp với Việt Nam, viện trợ cho Việt Nam thật khỏe, đưa Trung Quốc vào cái thế bánh mì kẹp thịt, một thằng túng tóc còn một thằng búng chân thì bố bảo Trung Quốc cũng không chịu nổi nhiệt. Chính vì điều này nên Brezhnev đã phải thay đổi chính sách đối ngoại, ủng hộ các nước trong thế giới thứ ba để lấy lại vị thế đang dần bị suy yếu của mình. Việt Nam đang là cô gái ế vêu cả mồm lên, đi xin viện trợ từng đồng chẳng ai cho, lại trở thành một cô hoa hậu Miss Grand. Từ khi đội vương miện lên đầu một phát, anh đẹp trai nhà giàu Liên Xô bầu tới mình săn đón kinh khủng khiếp. Anh Liên Xô mời mình đến nhà chơi để hỏi han xem là mình có thiếu gì không để anh ấy cho này. Không những thế thì anh Liên Xô còn tuyên bố thẳng thừng luôn với thế giới về tình yêu của mình rằng Việt Nam à, anh yêu em, anh yêu nhiều không thể nào tả được luôn ấy. Áo vàng áo xanh chứng kiến cho anh nhá. Đời này kiếp này anh chỉ có yêu mình em mà thôi. Anh muốn nói với cả thế giới rằng anh yêu em. Ủa quý, diễn tả một cách đơn giản là như vậy. Còn văn hoa hơn thì trong bản tin của Thông tấn xã Liên Xô ngày 27 tháng 11 năm 1964, Liên Xô đã công khai viện trợ cho Việt Nam và tuyên bố với Mỹ rằng những kẻ nuôi dưỡng các kế hoạch phiêu lưu ở bán đảo Đông Dương phải nhận thức được rằng Liên Xô sẽ không làm ngơ với số phận một nước xã hội chủ nghĩa anh em và sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam sự giúp đỡ cần thiết. Và thế là chuyện tình của Việt Nam và Liên Xô bắt đầu từ đây. Liên Xô viện trợ đủ mọi thứ cho Việt Nam, từ các thiết bị công nghiệp, viễn thông, xe tải, trang thiết bị y tế, công cụ máy móc, quặng sắt và các kim loại không chứa sắt. Theo tài liệu của Liên Xô thì đến năm 1968, viện trợ quân sự của Liên Xô cho Việt Nam đã lên tới 1 tỷ đô la. Mặc dù ngoài mặt thì viện trợ cho Việt Nam ngút cần, thế nhưng lạ một cái là trong lòng thì Liên Xô lại không muốn phá vỡ quan hệ của họ với Mỹ và phương Tây. Họ viện trợ để mình đánh nhau nhưng luôn muốn giải quyết xung đột bằng thương lượng chứ không phải bằng tay chân. Sở dĩ có điều này đó là bởi chiến tranh ở Việt Nam nó nằm ở một góc rất xa xôi của thế giới, chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tính mạng của Liên Xô. Tự nhiên vì cái nhỏ mà mất đi cái to là quan hệ với Mỹ thì rất dở. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Liên Xô lại muốn giữ quan hệ với Mỹ như vậy? Họ đã ràng buộc nhau cái gì? Tất cả sẽ có vào số sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nhà sếp ơi! Trong số trước chúng ta đã quá rõ tại sao Liên Xô lại viện trợ cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Thế nhưng rất lạ ở chỗ là viện trợ cho Việt Nam đánh Mỹ nhưng Liên Xô lại vừa muốn giữ quan hệ với Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao lại như vậy? Chuyện này nó liên quan đến khủng hoảng tên lửa Cuba diễn ra vào tháng 10 năm 1962. Cuộc khủng hoảng này rất hay, thế nhưng kể ra lại sợ anh em chửi là lan man. Chính vì thế mà có thể tóm tắt ngắn gọn lại rằng hồi đó thì Mỹ và Liên Xô suốt ngày găm ghe nhau để tranh giành vị thế số 1. Ông nào ông đấy cũng đua nhau thi triển binh pháp, tên lửa được bố trí ở khắp mọi nơi để dí vào mông nhau. Ông Mỹ cầm quân trắng đi trước. Đầu tiên là năm 1958, ông cho triển khai tên lửa ở Anh. Rồi đến năm 1961, ông cho triển khai tên lửa ở Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi nơi ông giải một ít và tổng cộng là có hơn 100 quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân luôn trong trạng thái khởi động sẵn sàng được tung thẳng vào Moscow.
Liên Xô nghe thấy thế thì cảm thấy không ổn rồi. Bây giờ biết chúng nó đặt tên lửa ở đâu mà để chặn. Tên lửa nó bắn lên rồi thì làm sao mà ngăn được chúng nó. Bài toán này quá khó. Chính vì thế mà Liên Xô đã phải sử dụng phương án 2. Đó là mày chiếu tướng tao gì thì tao cũng chiếu tướng lại mày, bằng cách đặt tên lửa tại Cuba. Liên Xô hồi đó thì cũng đã bắt đầu tụt hậu đáng kể so với Mỹ về vũ khí hạt nhân chiến lược. Thế nhưng mà nó chơi mình quả này rác quá thì thôi đành phải chơi lại. Chứ không á, thằng Mỹ nó đè đầu cưỡi cổ cho đến chết. Hồi đó Liên Xô có 300 đầu đạn và bom, thế nhưng Mỹ nó đã có tới 6.000 quả, gấp tới tận 20 lần. Đen một cái là cái giống táng nhau bằng vũ khí hạt nhân như này thì nó giống cái kiểu là hai thằng đứng cầm bom dọa nhau vậy. Mày có 1.000 quả bom trong tay, tao có 1 quả trong tay. Nếu mà để giết mày ấy thì 1 quả với 1.000 quả nó chả khác gì nhau cả. Chính vì thế mà Mỹ với Liên Xô ngoài mặt thì khịa nhau ra trò, cứ đứng huých vai nhau theo kiểu: đấy mày đấm đi, mày giỏi thì mày đấm thử bố mày một cái đi, làm sao đấm đi. Đấy, ông Mỹ thì cũng lại kiểu to mồm nhưng mà nhát chết: đấy mày giỏi thì mày đấm trước đi, tao việc gì phải đấm mày trước cho bẩn tay. Đấm đi, không dám đấm à. Đấy, hai thằng cứ đứng huých vai nhau như thế, như hai thằng điên tới tận 13 ngày. Cuối cùng mệt quá thì thôi, hai thằng mới gặp nhau rồi bảo: thôi ông ạ, ôi giời, cứ huých vai nhau mãi thế này ấy thì cuối cùng cả hai thằng cùng chết. Vợ mình thì thằng khác nó xơi mất, con mình thì thằng khác nó đánh đập. Thế thì có phải khổ ra không? Hay ấy là anh em mình bắt tay nhau đi, mày mang bom về nhà mày, còn tao cũng mang bom về nhà tao, thế là hòa đúng không? Và thế là hai ông không đánh nhau nữa mà ai về nhà đấy. Thế xong lại còn coi nhau như bạn thân, nhưng mà theo kiểu là thân ai người đấy lo đấy. Cứ cái kiểu bằng mặt nhưng mà không bằng lòng. Rõ ràng là bên trong ghét nhau như chó, thế nhưng ngoài mặt lại còn thiết lập đường dây nóng Moscow Washington theo kiểu: bạn ơi, có gì bạn cứ alo tôi nhá, anh em có số nhau đây rồi, lúc nào rảnh thì anh em cà phê đấy nhá. Đấy. Cũng vì lý do này mà Liên Xô lúc nào cũng muốn dùng các biện pháp mềm mỏng với Mỹ. Bởi đánh nhau bằng vũ khí thì cũng được, nhưng kết quả lại chẳng đi tới đâu, rồi thằng thiệt nhất vẫn là mình. Thế nên Liên Xô có viện trợ cho Việt Nam thì họ vẫn luôn phải nhìn ngó đến phản ứng của Mỹ và làm sao để không khiến Mỹ bực mình. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là Liên Xô đã ở trong cái thế lấp lửng đó như nào? Họ đã làm gì để trung hòa giữa Việt Nam và Mỹ? Đồng thời với đó là một câu hỏi rất lớn rằng tại sao Liên Xô phải làm điều đó? Muốn giữ quan hệ với Mỹ thì ai cũng hiểu rồi, nhưng tại sao lại còn phải viện trợ cho Việt Nam làm gì? Câu trả lời đó là bởi Liên Xô muốn cạnh tranh với Trung Quốc để khẳng định rằng mình mới là anh cả của phong trào cách mạng trên thế giới. Họ đã bỏ quên khu vực Đông Nam Á vào tay Trung Quốc rồi, đã thế lại còn bị Trung Quốc kêu gọi anh em, chửi bới mình âm ỉ ở trên trường quốc tế. Chính vì thế mà không còn cách nào khác ngoài việc lấy lại số má trước Trung Quốc. Theo một số quan điểm tại Mỹ thì họ còn cho rằng ngày đó Liên Xô xếp ưu tiên cạnh tranh với Trung Quốc lên vị trí số 1, sau đó mới là việc cạnh tranh với phương Tây. Bằng chứng là phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Rush vào tháng 1 năm 1965 trước Thượng viện Hoa Kỳ về tình hình Đông Nam Á. Suy nghĩ hiện nay của tôi, vấn đề Trung Quốc là nỗi bận tâm lớn nhất của Moscow. Bất kỳ điều gì họ và chúng ta đang làm, đang bàn chỉ bằng một phần trong vấn đề của họ với Bắc Kinh. Theo cảm nhận cơ bản nhất, vấn đề Bắc Kinh là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của họ. Không những thế thì phía Mỹ còn cho rằng Liên Xô viện trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không chỉ có mục đích nhằm vào Mỹ mà còn nhằm vào Trung Quốc. Đại sứ của Mỹ tại Sài Gòn là Maxwell Taylor còn thống nhất với các đại sứ ở Lào và Thái Lan để trình bày quan điểm của họ gửi về Washington hồi tháng 2 năm 1965 rằng việc Liên Xô nhận thấy ý đồ chúng ta không phản đối vai trò của Liên Xô ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là rất quan trọng vì Liên Xô muốn thay thế ảnh hưởng của Trung Quốc ở Việt Nam. Minh chứng rõ nhất cho việc Liên Xô muốn xử đẹp Trung Quốc thông qua Việt Nam đó là phát biểu của Thủ tướng Liên Xô ông Kosygin vào ngày 26 tháng 1 năm 1965. Viện trợ cho Việt Nam là một cách để Liên Xô chống lại luận điệu của Trung Quốc rằng Liên Xô đã phản bội Hà Nội, và dường như đây là cách làm duy nhất để Liên Xô lấy lại được vị thế của mình. Minh chứng đó là nhà lãnh đạo Nam Tư đã phải giải thích thêm rằng Liên Xô buộc phải đoàn kết với Hà Nội vì làm khác đi họ sẽ tự đưa mình vào một tình thế nguy hiểm là tự cô lập mình ở Đông Nam Á và các đảng cộng sản ở nơi khác trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Đó là động cơ của Liên Xô. Và khi Mỹ nhận thấy Liên Xô muốn giúp Việt Nam để lấy số, đồng thời lại không muốn va chạm với Mỹ, thì Mỹ hiểu rằng thế này thì cứ yên tâm ném bom miền Bắc rồi, có ném thế ném nữa cũng không lo ngại một cuộc khủng hoảng quốc tế xảy ra. Và tính toán sâu hơn thì Liên Xô làm như vậy có lợi cho Mỹ ở hai điểm. Đầu tiên là việc Liên Xô sẵn sàng đối thoại, thế nên nếu như có gì không phải, anh em lại lôi Việt Nam ra để hòa giải lợi ích hai bên là xong, chứ không âm thầm đặt tên lửa dí vào mông nhau như ngày xưa nữa.
Thứ hai là có thể dùng Liên Xô làm một kênh thông tin để liên lạc với Việt Nam, vì liên hệ qua Trung Quốc rất dễ bị bóp méo sự thật do Trung Quốc nằm ngay sát Việt Nam. Trung Quốc không muốn Việt Nam hòa bình nhưng cũng không muốn Việt Nam chiến tranh quá mức để rồi ảnh hưởng đến biên giới phía nam của nước này. Thế nên chỉ có liên lạc qua Liên Xô là kênh thông tin chuẩn nhất. Đây là mối liên hệ ba bên, thế nên nó rất nhì nhằng. Quay trở lại với quan hệ của Liên Xô và Trung Quốc, chính việc viện trợ cho Việt Nam như này đã khiến Liên Xô và Trung Quốc ghét nhau như chó với mèo. Liên Xô thì muốn Việt Nam nhanh để còn đàm phán với Mỹ, vì đánh nhau ngày nào thì Liên Xô còn khổ ngày đó. Thế nhưng Trung Quốc thì không, Trung Quốc muốn Việt Nam phải đánh nhau để còn phải phụ thuộc vào Trung Quốc. Chính vì thế mà mình cứ đánh nhau trận nào là Liên Xô lại nghĩ có Trung Quốc can thiệp trận đó. Còn mình chuẩn bị đặt đít vào bàn đàm phán là Trung Quốc lại trách rằng có Liên Xô hậu thuẫn đằng sau. Thế nhưng bản chất cuối cùng là mình vẫn muốn giành lại được độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ, chứ chả có động cơ nào khác cả. Ai giúp mình thì mình cảm ơn, còn không thì thôi, chứ giúp xong lại đòi chia chác thì không bao giờ có. Chính vì điều này nên Liên Xô viện trợ tới 80% cho cuộc kháng chiến của mình. Thế nhưng họ vẫn cực kỳ ấm ức vì sức ảnh hưởng của họ lên đường lối của mình rất ít. Họ vẫn cho rằng họ bị thua thiệt so với Trung Quốc trong vấn đề ảnh hưởng lên chính sách đối ngoại của Việt Nam. Mặc dù ấm ức như vậy, thế nhưng Liên Xô vẫn muốn viện trợ cho Việt Nam bởi họ hiểu rất rõ vai trò của Việt Nam đối với Trung Quốc. Có được Việt Nam thì Trung Quốc mới có thể thâu tóm được Đông Nam Á. Chính vì thế mà Liên Xô bằng mọi giá để Trung Quốc không thể nào đạt được điều này. Minh chứng là đại sứ của Liên Xô tại Trung Quốc đã báo cáo về nước vào tháng 1 năm 1966 rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc giờ đây phải tập trung hơn bao giờ hết vào Việt Nam và các nước Đông Dương khác. Các nước này có ý nghĩa đặc biệt với Trung Quốc bởi nếu chính sách của Trung Quốc thất bại ở khu vực này sau khi đã thất bại ở Indonesia thì sẽ đồng nghĩa với việc sự nghiệp đặc biệt của Trung Quốc cùng với các ý tưởng của chủ nghĩa Mao sẽ bị phá sản hoàn toàn. Chính vì điều này, thế nên dù mới đầu Liên Xô viện trợ cho Việt Nam ít hơn rất nhiều so với Trung Quốc, thế nhưng đến năm 1968, viện trợ của họ đã chiếm một nửa trong toàn bộ viện trợ của phe xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam. Đỉnh điểm của những cuộc cãi vã giữa Liên Xô và Trung Quốc trong chuyện giúp Việt Nam đó là chuyện Liên Xô tố cáo Trung Quốc ăn chặn viện trợ. Hàng hóa từ Liên Xô muốn đến Việt Nam thì phải đi bằng đường sắt qua Trung Quốc. Chính vì thế mà Trung Quốc rất hay làm phiền bằng cách trì hoãn rồi có khi là ăn trộm cả lô hàng của Liên Xô. Thế nhưng ngay lập tức thì Trung Quốc đã đáp trả lại rằng thôi đấy, nếu mà mày không muốn bố mày ship hàng ấy thì mày tự ship mẹ đi cho đỡ lắm mồm. Bố mày đi làm không công cho mày mãi được à? Tao làm nó phải có công chứ, đúng không? Giờ mày ship đồ cho Việt Nam để rồi Việt Nam không phụ thuộc vào tao nữa, thế thì con mà chết à? Khác gì tao đang tiếp tay cho mày đánh tao. Thích ấy thì thuê thằng khác nó ship cho nhá. Liên Xô nghe thấy thế thì cũng cay lắm, vì Trung Quốc nó nói cũng đúng. Chính vì thế mà Liên Xô đành phải đánh chống lảng rằng Trung Quốc chính là thằng châm ngòi cho cuộc xung đột Mỹ-Xô trên biển. Liên Xô trong giai đoạn này có lẽ là người cảm thấy khó chịu nhất, vì họ lúc nào cũng phải lấp lửng giữa các quyết định của mình. Họ viện trợ cho Việt Nam thì chỉ là viện trợ thế thôi, chứ họ chưa bao giờ tin Việt Nam sẽ đánh thắng Mỹ. Vì một đất nước mà cái băng cát xếp còn chưa biết nó là cái gì thì làm sao có thể lái máy bay rồi phóng tên lửa mà đánh Mỹ được. Thế nhưng mà không viện trợ thì cũng không xong, bởi nếu như Trung Quốc gây được ảnh hưởng với Việt Nam thì Liên Xô cũng sẽ rất dở. Chính vì thế nên thôi, đành viện trợ cho đỡ đau đầu, vừa viện trợ vừa thúc giục Việt Nam đàm phán với Mỹ để còn giữ quan hệ với cường quốc số 1 thế giới. Minh chứng cho điều này là ngày 23 tháng 6 năm 1967, lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Johnson và Thủ tướng Liên Xô Kosygin gặp nhau. Johnson thuyết phục Kosygin về việc ủng hộ Mỹ trên bàn đàm phán với Việt Nam. Thế nhưng Kosygin đã từ chối thẳng thừng và nói rằng họ không thể quyết định vấn đề này một mình mà cần phải có ý kiến của Bắc Việt Nam. Đây là minh chứng cho ta thấy được Liên Xô rất ngại làm mất lòng mình. Liên Xô hôm đó chỉ muốn thuyết phục Mỹ rằng đừng có tin vào việc bơm đều của Trung Quốc. Trung Quốc nó chỉ ngồi giữa bơm đều để tao với mày mâu thuẫn mà thôi. Thế nhưng chuyện tình trong mộng của Liên Xô với Việt Nam dần phải đi vào ngõ cụt khi tới Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1971. Khi đó Liên Xô nhận thấy họ đã dành quá nhiều nguồn lực cho cuộc chiến với Mỹ và Trung Quốc trên trường quốc tế. Trong khi đó, nền kinh tế trong nước lại đang gặp quá nhiều khó khăn. Liên Xô muốn hòa giải với Mỹ, thế nên họ cũng hiểu rằng phải tìm mọi cách để Bắc Việt Nam hạ nhiệt với Washington. Chứ nếu không thì không có gì để chứng minh tính thiệt tình của mình cả. Và đặc biệt hơn nữa là tới năm 1972 thì Trung Quốc đã quay ngoắt 180 độ để bắt tay với Mỹ. Đây là một sự kiện vô cùng đặc biệt và khiến cho Liên Xô hiểu rằng cố giữ vai trò là anh cả của khối xã hội chủ nghĩa cũng chẳng để làm gì nữa cả. Ngoài gì cái chức đó, bây giờ thằng Trung Quốc nó bắt tay thẳng với thằng Mỹ rồi, lợi ích quốc gia mới là trên hết, ý thức hệ thì xếp sau mà thôi.
và rồi Liên Xô cũng đã phải xem xét lại việc viện trợ của mình cho Việt Nam. Cụ thể việc này như nào, tất cả sẽ có vào số sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi. Trong số trước chúng ta đã hiểu rất rõ việc Liên Xô loay hoay như nào khi viện trợ cho Việt Nam đánh Mỹ. Một mặt thì muốn thể hiện mình là anh cả của khối xã hội chủ nghĩa, muốn cho Trung Quốc biết như thế nào là lễ độ, thế nhưng một mặt lại không muốn làm mất lòng Mỹ. Chính vì thế mà Liên Xô đã phải hạn chế viện trợ cho Việt Nam. Năm 1972, đó là năm mà Việt Nam bị rơi vào cái thế cô lập hoàn toàn bởi cả Trung Quốc, Liên Xô và Mỹ. Về ông Mỹ thì thôi cái này khỏi phải nói, bố ấy đấm mình có thương tiếc gì đâu. Về Trung Quốc thì ngày 28 tháng 2 năm 1972, Chu Ân Lai và Nixon đã ký thông cáo chung Thượng Hải. Họ đã liệt kê ra ba cái cam kết với nhau liên quan tới Việt Nam. Đầu tiên là Trung Quốc cam kết không can thiệp quân sự vào Đông Dương. Đổi lại thì Hoa Kỳ cam kết cùng Trung Quốc phối hợp chống bá quyền Liên Xô. Thứ hai là Trung Quốc chấp nhận kiềm chế Việt Nam. Đổi lại, Hoa Kỳ phải giảm dần và rút lui hoàn toàn các căn cứ quân sự và quân đội của Hoa Kỳ ở Đài Loan. Thứ ba là Trung Quốc chấp nhận để Hoa Kỳ giữ nguyên chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, không ủng hộ việc thành lập chính phủ liên hiệp ở miền Nam Việt Nam sau khi có hiệp định hòa bình. Đổi lại thì Hoa Kỳ phải ủng hộ Trung Quốc giữ ghế thành viên cố định tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thay thế cho Đài Loan. Đây là minh chứng đầu tiên cho ta thấy được mình cũng chỉ là món hàng để các nước lớn họ lôi ra đàm phán với nhau mà thôi. Mục đích đầu tiên vẫn là lợi cho nước của họ, và mục đích cuối cùng cũng là lợi cho nước của họ. Còn về phía Liên Xô, việc Trung Quốc giảm viện trợ cho Việt Nam và đột ngột bắt tay với Mỹ đã khiến cho cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc không còn nhiều ý nghĩa với Liên Xô như trước. Năm 1972, Liên Xô đang trong quá trình đàm phán với Hoa Kỳ về vấn đề hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược giai đoạn 1, gọi tắt là SALT-1. Dự kiến ngày 20 tháng 5 năm 1972, Nixon sẽ đến Moscow và hòa đàm SALT-1 sẽ khai mạc tại đó. Đồng thời thì Liên Xô cũng muốn làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam. Nixon nói trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 3 năm 1972 tại Nhà Trắng rằng không có sự hợp tác của Liên Xô thì Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy nhanh tiến trình giải quyết chiến tranh tại Việt Nam. Chính vì điều này nên Liên Xô muốn Bắc Việt Nam chưa nên tấn công vội. Ngày 15 tháng 3 năm 1972, Đại sứ Liên Xô tại Hà Nội đã gặp Ngoại trưởng Nguyễn Duy Trinh và thông báo hai điều. Một là Kissinger chuyển lời nhắn, nếu phía Việt Nam muốn thỏa thuận nghiêm túc các con đường đi tới giải pháp thì Hoa Kỳ sẽ có thái độ tương tự. Thứ hai là nếu không như vậy thì sẽ đi vào bế tắc. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có thể rơi vào tình thế hết sức khó khăn do các đơn vị chủ lực đã tung hết vào Nam và xa lầy trong đó. Mỹ có thể mở một chiến dịch lớn ngay trên lãnh thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cứ tưởng dọa thế là mình sẽ sợ, thế nhưng có phải đâu. Ngày 6 tháng 4 năm 1972, khi được tin Liên minh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam mở một cuộc tấn công lớn, Nixon đã cay không để đâu hết cay, đành phải lên tiếng phát biểu rằng tôi không thể dự hội nghị cấp cao SALT-1 và chạm cốc với Brezhnev khi mà xe tăng Liên Xô chạy ầm ầm qua Huế hay Quảng Trị được. Hội nghị cấp cao chẳng đáng một đồng, không cần mua nó bằng thất bại ở Việt Nam. Rất may cho Liên Xô là vào cuối tháng 4 năm 1972, Kissinger đã báo cáo xác nhận với Nixon rằng người Xô Viết đã không đáp ứng yêu cầu mới nào về trang bị của Bắc Việt Nam. Đồng thời, họ cũng không đáp ứng yêu cầu của Việt Nam là chở hàng viện trợ vào Hải Phòng. Thay vào đó, Liên Xô đã đi vòng vèo qua Trung Quốc. Ngày 24 tháng 5 năm 1972, trưởng ban đối ngoại Đảng Cộng sản Liên Xô đã sang Hà Nội và khuyên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đáp ứng đề nghị của Mỹ rằng thôi em ạ, đánh nhau thì đánh nó vừa phải thôi. Chú đánh thằng Mỹ như thế thì cũng khó xử cho anh. Bây giờ là anh cũng muốn hòa giải với nó, chứ tình hình như này thì càng quá. Chú cũng tìm cách hòa giải với nó đi, chứ không thì cả hai anh em mình cùng khổ. Rõ ràng đây lại là một minh chứng nữa để cho ta thấy được quyền lợi của các nước lớn vẫn là trên hết, chứ còn quyền lợi của các nước nhỏ như Việt Nam thì bao giờ cũng phải xếp sau. Minh chứng cho việc muốn Việt Nam kìm hãm đánh nhau để mình phải ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ một cách bất lợi. Đó là từ cuối năm 1971, Liên Xô đã giảm rất nhiều việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho mình. Đạn của tên lửa SAM-2 đã giảm từ 45 quả một năm xuống còn có 12 quả một năm. Phụ tùng của máy bay MiG-21 từ 50 đơn vị một năm xuống còn có 20 đơn vị một năm. Các loại vũ khí mới hơn như kiểu xe tăng T-62, tên lửa SAM-3 hay máy bay MiG-23 cũng không đưa sang cho Việt Nam. Đây cũng chính là lý do mà tại sao Mỹ tự tin như vậy khi mang B-52 ra Hà Nội để ném bom. Nó hiểu rằng Trung Quốc thì cấm cản, Liên Xô thì không viện trợ thêm vũ khí xịn, thế thì bố bảo ông Việt Nam cũng không thể nào ăn được B-52 của nó.
Đơn giản bởi B-52 ấy, nó là niềm tự hào của không lực Hoa Kỳ. Từ trước đến nay có ai bắn hạ được B-52 của nó đâu. Những nước lớn như nào nghe tới B-52 còn sợ nữa là Việt Nam. Chính vì thế mà Mỹ nó tự tin đến nỗi nó mang hẳn B-52 cởi chuông ra để đánh Việt Nam đúng dịp Noel cho gấu. Không cần phải chuẩn bị thêm gì nhiều, B-52 bố ấy cứ cởi chuồng chạy nhông nhông trên bầu trời Hà Nội, chẳng có gây nhiễu hay là bố trí đội hình làm gì cả, cứ tưởng là ngon ăn, thế nhưng mà hóa ra lại dụng như sung. Chính vì thế mà Mỹ đã phải mở đợt 2 để tấn công vào Hà Nội. Lần này thì rút kinh nghiệm rồi, B-52 là phải được mặc quần áo chỉnh tề, thắt cà vạt trông như chú rể ấy, không? Bộ phận gây nhiễu rồi thì đội hình bay, chiến thuật các thứ phải được tính toán cực kỳ kỹ. Lần trước là anh chủ quan thì chú mới ăn được thôi, còn lần này ấy, thì đợi đấy nhá. Không ngờ là lần thứ hai này mình phải đợi thật. Bà con thu mua đồng nát sắt vụn cứ đứng ra giữa cánh đồng đợi lần lượt từng cái máy bay B-52 nó rụng. Và chính việc phải thua trên bầu trời Hà Nội như vậy mà Mỹ mới đồng ý ngồi vào bàn đàm phán Paris năm 1973, và mình mới có thể giải phóng được đất nước năm 1975. Việc mình giải phóng được đất nước đã khiến cho cả thế giới phải ngỡ ngàng. Mỹ thì thôi khỏi phải nói rồi, nhiều ông cựu chiến binh của Mỹ đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn. Trung Quốc thì cũng vậy, họ đã bao giờ muốn Việt Nam hòa bình đâu. Họ luôn tìm mọi cách để mình không được độc lập, phải phụ thuộc vào họ. Thế nhưng rồi chẳng hiểu tại sao mình lại đứng lên giành lại độc lập được. Còn với Liên Xô thì như trong số trước chúng ta đã rõ, họ viện trợ cho Việt Nam chỉ là để lấy số với Trung Quốc, lấy số với các nước xã hội chủ nghĩa mà thôi, chứ chưa bao giờ họ tin Việt Nam có thể đánh thắng được Mỹ cả. Với Mỹ thì Liên Xô chỉ muốn làm sao cho Mỹ càng xa lầy và Việt Nam càng tốt. Có như thế thì Liên Xô mới dễ làm việc được ở châu Âu. Sau khi giải phóng miền Nam năm 1975, Việt Nam đã cố gắng thực hiện chính sách cân bằng với cả Liên Xô và Trung Quốc. Cùng với đó là nỗ lực để mở cánh cửa quan hệ với một số nước tư bản như Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Na Uy và kể cả Mỹ, để không phải phụ thuộc vào một mình Liên Xô. Việt Nam mình hiểu rằng ở cái thế giới này làm gì có ai tốt với mình đâu, tất cả đều phải đi kèm với lợi ích của họ đằng sau hết. Chính vì thế mà chơi với mỗi Liên Xô, đến lúc Liên Xô quay xe một phát thì chỉ có ăn cám. Thế nhưng điều này lại khiến cho Liên Xô không hề hài lòng. Ngoài mặt thì Liên Xô luôn muốn Việt Nam đàm phán với Mỹ để đi đến hòa bình. Thế nhưng bên trong thì lại muốn Việt Nam ngả theo Liên Xô để cùng họ dẹp Mỹ và phương Tây. Trong chuyện này, tất nhiên Việt Nam không theo phe nào cả. Việt Nam đã gia nhập Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vào tháng 9 năm 1976 và nhận được 36 triệu đô trong khuôn khổ chương trình của họ. Việc Việt Nam là quốc gia xã hội chủ nghĩa đầu tiên tham gia tổ chức này đã khiến cho Liên Xô tức giận vô cùng. Vì đối với Liên Xô thì IMF là phương tiện đắc lực để các nước đế quốc bóc lột các nước đang phát triển. Các nước tư bản có quỹ tiền tệ IMF thì khối xã hội chủ nghĩa có Hội đồng Hợp tác Kinh tế, gọi tắt là COMECON. Đây là hội nhóm mà Liên Xô yêu cầu tất cả các nước xã hội chủ nghĩa đều phải tham gia. Thế nhưng Việt Nam đã không làm điều đó bởi mình không muốn ngả vào bên nào và không muốn tự biến mình thành một đấu trường để Liên Xô và Trung Quốc nhảy vào đánh nhau. Tất nhiên Liên Xô không thể nào chấp nhận được điều này và đã có những động thái rút dần sự giúp đỡ của họ đối với Việt Nam. Theo như Nay Anchanda, tác giả của cuốn Huynh đệ tương tàn, đã mô tả lại tình cảnh lúc đó rằng cố vấn quân sự của Liên Xô đã giảm từ 60 xuống còn 40 ngay sau Đại hội Đảng tháng 12 năm 1976. Tới tháng 4 năm 1977, chỉ còn có 25 người. Viện trợ quân sự hàng năm của Liên Xô cho Việt Nam giảm xuống còn 20 triệu đô la. Quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô tụt xuống tới mức khiến cho các nhà ngoại giao Liên Xô ở Hà Nội phải công khai than phiền rằng Việt Nam đã vô ơn. Tiếp nữa thì tại Đại hội Đảng lần thứ tư vào tháng 12 năm 1976, Việt Nam tuyên bố thống nhất đất nước và khởi động những kế hoạch tái thiết. Trưởng đoàn Liên Xô là ông Mikhail Sulov đã tới tham dự để thuyết phục Tổng Bí thư Lê Duẩn hợp tác hoàn toàn với khối xã hội chủ nghĩa bằng việc gia nhập COMECON, Hội đồng Hợp tác Kinh tế khối xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng tất nhiên, đây là một bài toán mà Việt Nam không thể nào giải quyết trong một sớm một chiều được. Và chính sự ngập ngừng như vậy đã khiến cho Liên Xô tỏ rõ sự giận dữ. Họ bắt đầu thể hiện thái độ thông qua việc rèn giữ viện trợ cho mình. Những gì mà Liên Xô hứa sẽ viện trợ cho Việt Nam ngay lập tức gặp trục trặc về thời gian vận chuyển. Nhiều thời điểm, hàng viện trợ thiết yếu của Liên Xô cho Việt Nam bị ngừng hoàn toàn. Ngành công nghiệp của mình thiếu đủ mọi nguyên liệu cũng như thiết bị từ Liên Xô. Đây là giai đoạn đúng theo kiểu chó ăn đá, gà ăn sỏi của nước mình. Trung Quốc thì ngừng viện trợ từ năm 1975 và bắt đầu thi hành chính sách chống Việt Nam bằng cách ủng hộ Pol Pot. Quan hệ với Mỹ và phương Tây thì vẫn còn đang trong giai đoạn trứng nước, chưa có niềm tin vào nhau. Trong khi đó thì người bạn lớn nhất là Liên Xô lại ngập ngừng trong việc viện trợ do mình không tham gia Hội đồng Hợp tác Kinh tế khối xã hội chủ nghĩa COMECON.
Naya Chanda, tác giả của cuốn Huynh đệ tương tàn, đã bình luận về giai đoạn này rằng Việt Nam phải gánh thêm rất nhiều nỗi chua chát vì cơn giận dữ của Liên Xô, cùng với đó là chính sách ngoại giao rất phức tạp mà Việt Nam phải đối đầu. Dường như Liên Xô đã làm cho kinh tế Việt Nam thêm khủng hoảng. Vậy câu hỏi đặt ra là Việt Nam đã làm gì để thoát khỏi giai đoạn này? Mỹ đang đứng ở đâu trong các lựa chọn của Việt Nam? Nếu sau chiến tranh mình muốn làm bạn thân thiết với Mỹ để cùng phát triển thì có được hay không? Tất cả sẽ có vào số sau trên kênh của Tuấn Việt Tỷ nha sếp ơi! Trong số trước chúng ta đã quá rõ về tình thế của Việt Nam sau năm 1975. Cả ba cường quốc là Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô đều cô lập mình, một thời điểm quá khó khăn của đất nước. Về Trung Quốc và Liên Xô thì ai cũng đã quá rõ ở trong số trước rồi. Vậy còn quan hệ Việt Nam với Mỹ sau giải phóng thì như thế nào? Trong thời gian nắm quyền năm 1977-1978 của mình, Tổng thống Jimmy Carter đã phải rất vất vả trong việc lựa chọn chính sách, hoặc là trung dung hoặc là đấm cật lực. Sở dĩ có điều này đó là bởi ông có hai cố vấn an ninh. Một là ông Vance, ông này theo trường phái trung dung. Ông muốn nước Mỹ sẽ thiết lập một trật tự thế giới theo hướng ổn định hóa các cuộc chạy đua vũ trang với Liên Xô, đồng thời hạn chế việc dùng Trung Quốc để chống Liên Xô. Van cho rằng cần phải duy trì một trật tự thế giới tư bản chủ nghĩa, trong đó làm sao phải phối hợp để mang lại lợi ích kinh tế cho nhau, đấy mới là điều quan trọng. Chứ cạnh tranh về quân sự thì cuối cùng cũng chả được lợi lộc gì. Thế nhưng Jimmy Carter lại có một cố vấn khác tên là Brzezinski. Ông này có quan điểm trái ngược hoàn toàn. Ông cổ vũ cho việc Mỹ phang Liên Xô cật lực và phải sử dụng Trung Quốc để làm điều đó. Là một người thuộc Đảng Dân Chủ, vừa lên nắm quyền muốn thể hiện mình là người hòa nhã. Chính vì thế mà Carter đã chọn phương án trung dung của cố vấn an ninh thứ nhất. Ông muốn cải thiện quan hệ với rất nhiều các quốc gia xã hội chủ nghĩa như kiểu Nam Tư, Ba Lan, Cuba và cả Việt Nam. Chính vì điều này nên ngay từ những năm 1977 thì Mỹ đã tìm đến Việt Nam để đàm phán về vấn đề người Mỹ mất tích, cũng như mở cánh cửa ngoại giao để thực hiện phương án trung dung của mình. Ngay lập tức thì ngày 16 tháng 3 năm 1977, đại sứ của Mỹ là ông Leonard Woodcock đã tới Hà Nội để làm việc. Thế nhưng tất nhiên, khôn như Mỹ thì ở quê quá nhiều lần, ông vừa đấm người ta túi bụi xong, tiền bồi thường sau chiến tranh theo đúng hiệp định Paris thì chả thấy ông ấy đả động một cái gì cả. Chưa gì bố ấy đã đòi đi thẳng vào vấn đề tìm người Mỹ mất tích. Đây cũng chính là lý do khiến cho Việt Nam không hài lòng một chút nào cả. Thế nhưng với vị thế của một nước lớn thì Mỹ đã tuyên bố dõng dạc rằng nếu chúng tôi trở về mà không có kết quả gì thì ông hãy quên cái chuyện lập lại quan hệ bình thường trong vòng 10 hay 12 năm đi. Đây là cơ hội bằng vàng để xóa đi thảm kịch chiến tranh. Nghe đến đây thì mình hiểu, cái này cũng chưa có gì quá to tát. Thôi nhường họ trước để tạo lòng tin cho nhau. Thứ trưởng ngoại giao ngày đấy là ông Phan Hiền đã quyết định xuống nước đồng ý cho người Mỹ mang 12 bộ hài cốt do Việt Nam tìm ra về nước. Đồng thời cùng với đó thì mình còn lập một văn phòng đặc biệt để tìm kiếm người Mỹ mất tích hoặc là hài cốt của họ để trao trả. Đây được đánh giá là bước đầu tiên vô cùng thành công của cả Việt Nam và Mỹ trong công cuộc bình thường hóa quan hệ. Việt Nam thì kỳ vọng rằng có thể nối lại quan hệ sớm nhất có thể để Mỹ từ bỏ chính sách thù địch, cấm vận, chống phá và đặc biệt là sẵn sàng viện trợ để Việt Nam tái thiết đất nước. Về phía Mỹ thì Tổng thống Carter cũng muốn làm điều này vì lúc đó ông vẫn đang thích chiến lược trung dung. Ông muốn dùng chiến lược này để ghi tên mình vào lịch sử nước Mỹ rằng ông là Tổng thống có thể hòa giải các mối xung đột với Việt Nam và Cuba, người đầu tiên đóng lại một thời kỳ đau buồn trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Thế nhưng tất nhiên, đó chỉ là cái vỏ ngoài của Mỹ mà thôi. Bản chất sâu xa bên trong mà Mỹ muốn quan hệ với Việt Nam đó là bởi vấn đề về tiền. Những người ghét Việt Nam đến cùng cực như Nixon cũng từng phải thèm thuồng tài nguyên thiên nhiên và đặc biệt là tiềm năng về dầu lửa của Việt Nam. Ngay sau khi miền Nam giải phóng, rất nhiều các thương gia và giới chủ Hoa Kỳ đã muốn chính quyền bãi bỏ cấm vận với Việt Nam để họ có thể tìm kiếm những cơ hội mới. Sau cuộc đàm phán tại Hà Nội của Woodcock thì đến tháng 5 năm 1977, quan hệ Việt-Mỹ lại được bàn tiếp tại Paris vòng thứ hai. Trong cuộc hội đàm này, mình đã đưa ra lá thư của Nixon gửi Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào năm 1973. Trong đó, Tổng thống Mỹ có hứa viện trợ 3,25 tỷ đô tiền mặt cùng với 1,5 tỷ đô tiền hàng. Ngay lập tức thì phía Mỹ đã phủ tay và cho rằng họ muốn hai bên công nhận nhau nối lại quan hệ ngoại giao trước đã, rồi sau đó mới tính tiếp đến chuyện có viện trợ Việt Nam hay không. Và tất nhiên thì đây là điều mà Việt Nam không thể nào chấp nhận được. Đấm người ta túi bụi xong, hôm sau ông sang nhà người ta không được một câu xin lỗi, ông lại chỉ có muốn bắt tay bắt chân làm thân đấy. Thân xong rồi thì ông mới bắt đầu tính tiếp đến chuyện là ông có xin lỗi người ta hay không. Nghe qua là đã thấy cực kỳ vô lý rồi. Vấn đề này đã được Quốc hội của Mỹ họp và biểu quyết rằng không viện trợ cho Việt Nam.
Đến đây thì vòng đàm phán thứ hai đã đi đến bế tắc hoàn toàn. Bước vào vòng thứ ba thì lúc này cánh cửa nối lại quan hệ của hai bên đã khép lại hoàn toàn. Ngay đến cả khi nhà ngoại giao lỗi lạc của mình là ông Nguyễn Cơ Thạch năm 1978 đề nghị rằng lập lại quan hệ bình thường mà không cần bồi thường gì cả. Thế nhưng phía Mỹ cũng không chịu chấp nhận. Vậy câu hỏi đặt ra, đó có phải là do mình quá cứng rắn trong chính sách ngoại giao nên mới bỏ lỡ cơ hội bình thường hóa quan hệ với Mỹ vậy hay không? Tại sao đang rắn mà mình lại xuống nước không phanh như vậy? Câu trả lời, đó là bởi cái thế nó thế thì buộc mình phải mềm dẻo thế chứ không còn cách nào khác. Năm 1978 là năm vô cùng khó khăn. Trung Quốc tìm mọi cách để gây hấn, viện trợ cho Khmer Đỏ đấm mình liên tục ở biên giới phía Tây Nam. Trong khi đó thì Liên Xô cũng có dấu hiệu hạ nhiệt mà trong số trước chúng ta đã biết. Tình hình kinh tế đất nước thì kiệt kệ hoàn toàn, chưa thể nào kịp hồi phục sau những năm chiến tranh. Chính vì thế mà quan hệ với Mỹ là một nước cờ rất cần thiết để tránh vòng vây của Trung Quốc. Ngày đó nếu mình có được quan hệ với cả Mỹ và Liên Xô thì có lẽ mọi thứ đã khác. Bố bảo Trung Quốc cũng không dám động đến mình. Thế nhưng đèn mỗi một cái là Jimmy Carter đã quay xe. Nhóm phụ tá của Carter đã soạn một kế hoạch bài bản trước nửa năm để thiết lập ngoại giao hoàn toàn với Trung Quốc vào tháng 12 năm 1978. Đây cũng chính là lý do khiến cho nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ bị đổ vỡ. Vậy lý do gì mà Mỹ lại thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc chứ không phải là Việt Nam? Họ sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ để được quan hệ với Trung Quốc chứ không hề ít. Muốn quan hệ với Trung Quốc thì cần phải làm hai điều. Một là Mỹ phải ngừng quan hệ với Đài Loan, rút toàn bộ quân đội và căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Đài Loan. Thứ hai là hủy bỏ Công ước An ninh Hoa Kỳ-Đài Loan. Đây là những vấn đề rất lớn với Mỹ, thế nhưng Mỹ chấp nhận mất. Trong khi đó thì bắt tay với Việt Nam, Mỹ chẳng mất gì cả, thế nhưng Mỹ lại không chọn. Lý do của việc này đó là bởi đây là nước cờ chiến lược chứ không phải là chiến thuật của Mỹ. Mục tiêu của nó là để phang Liên Xô. Tất nhiên phang Liên Xô qua Việt Nam thì cũng ổn. Thế nhưng nó đơn giản chỉ là việc thế chân Liên Xô viện trợ cho Việt Nam mà thôi, chứ cũng chẳng có gì khác cả. Không viện trợ cho Việt Nam thì Liên Xô sẽ viện trợ cho nước khác. Làm gì được nhau. Và quan trọng hơn nữa thì Mỹ rất sợ nếu như bắt tay với Việt Nam thì lúc đó Trung Quốc sẽ nghĩ rằng Mỹ đang có động thái ủng hộ Liên Xô để chống Trung Quốc thì sẽ toang luôn, tự nhiên đi gây thù chuốc oán với cả thế giới. Chính vì thế, bà Brzezinski đã tư vấn cho Tổng thống rằng có ve vãn Việt Nam cũng chỉ là để khiêu khích Trung Quốc mà thôi, chứ không thể bắt tay với Việt Nam được. Đây là lý do tại sao Mỹ muốn quan hệ với Trung Quốc. Dù mất hai cái ở bên trên, nhưng ở tầm bao quát thế giới thì Mỹ được lợi hơn rất nhiều. Bắt tay được với Trung Quốc rồi thì Mỹ có thể đấm Liên Xô ở mọi mặt, lúc đó thích gì chơi đấy, chứ không chỉ gói gọn quanh Việt Nam nữa. Chính vì điều này, thế nên vào tháng 10 năm 1978, khi Việt Nam muốn đề nghị về việc nối lại quan hệ, thì Mỹ đã ra vẻ mình là anh hùng đi giải cứu thế giới. Mỹ lấy 3 lý do ra để từ chối. Một là chuyện của Việt Nam với Campuchia. Hai là Việt Nam đang xích lại gần với Liên Xô, một đối thủ của Mỹ. Ba là sự gia tăng của việc người Việt đang đi thuyền trốn ra nước ngoài rất nhiều. Bản chất thì ba việc này nó xuất phát chính từ ông Trung Quốc và ông Mỹ, chứ mình có tự làm được như thế đâu. Chính ông ấy làm ra, nhưng bây giờ ông ấy lại ra vẻ là đạo mạo để đổ hết cho mình. Không có Trung Quốc kích động Pol Pot thì Việt Nam đâu mang quân sang Campuchia làm gì. Sau năm 1975, mình muốn chơi với tất cả các nước, đặc biệt là Trung Quốc và Liên Xô. Thế nhưng Trung Quốc có chịu đâu, thế thì buộc phải chọn Liên Xô để sống mà thôi, vì Trung Quốc đã thông đồng với Mỹ mất rồi. Và cuối cùng là việc mọi người đi thuyền để trốn ra nước ngoài nhiều là do ông Mỹ cài lực lượng phản động vào để kích động họ chứ đâu. Nó giống hệt như việc Trung Quốc đã kích động người Hoa rời khỏi Việt Nam vậy. Sau này thì cũng chính phía Mỹ đã xác nhận rằng ba lý do cho trở ngại được đưa ra cho Việt Nam vào ngày 30 tháng 10 năm 1978 chỉ nhằm che đậy sự thoái thác của Mỹ. Mỹ đã chìa bàn tay về phía Trung Quốc để cùng hợp tác cô lập Việt Nam. Quay trở lại vòng đàm phán thứ hai giữa mình và Mỹ hồi tháng 5 năm 1977. Khi đó mình hiểu rằng Quốc hội Mỹ đã biểu quyết là không bồi thường thiệt hại cho Việt Nam rồi, thì cái cánh cửa nối lại quan hệ với Mỹ không còn nữa. Chính vì thế mà mình đã thực hiện những bước đầu gia nhập COMECON và trở thành thành viên của Ngân hàng Thế giới về Hợp tác Kinh tế IBEC và Ngân hàng Đầu tư Quốc tế do Liên Xô hậu thuẫn. Không thể trung dung được nên mình đành phải ngả theo Liên Xô, và hành động này đã khiến cho Mỹ rất khó chịu. Còn Liên Xô thì sướng vô cùng. Liên Xô lập tức cung cấp cho Việt Nam 2 tàu ngầm cũ, 1 số tàu tuần duyên và 4 phi đội chiến đấu cơ MiG-21. Đến cuối năm 1978 thì tổng số cố vấn quân sự của Liên Xô viện trợ cho mình là 600 người, còn viện trợ về quân sự lên tới 75 triệu đô la. Quan hệ Việt Nam-Liên Xô lúc này đã mở ra một chương mới. Liên Xô rất vui vì có Việt Nam đứng về phía họ.
hợp tác với Việt Nam được thì cả hai bên cùng có lợi. Việt Nam nhận được một khoản viện trợ để bảo vệ và tái thiết đất nước, còn Liên Xô thì được thuê cảng Cam Ranh của Việt Nam trong 25 năm. Thỏa thuận hợp tác toàn diện Xô-Việt ký vào ngày 3 tháng 11 năm 1978 có điều khoản thứ 6 đảm bảo cho Việt Nam trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Điều khoản này quy định rằng nếu một trong hai nước bị tấn công hoặc bị đe dọa tấn công thì hai bên sẽ thảo luận với nhau nhằm giải trừ mối đe dọa đó, thực hiện những biện pháp thích đáng và có hiệu quả để giữ gìn hòa bình an ninh của hai nước. Đây là sự hợp tác win-win chứ không phải là quan hệ xin cho. Hiệp ước phòng thủ chung này nó được nằm trong lợi ích chiến lược của Liên Xô để Liên Xô có thể kiềm chế được sự bành trướng của Trung Quốc. Khi được đóng quân ở Cam Ranh, các sĩ quan của Nga đã phải thốt lên rằng hải quân Nga được ở đây chẳng khác gì được chạm vào giấc mơ mà từ thời hải quân Sa Hoàng tới nay chưa thể nào thực hiện được. Vậy câu hỏi đặt ra đó là cảng Cam Ranh có cái gì mà tại sao nước nào cũng ham hố cái cảng này của mình vậy? Thêm nữa là Liên Xô Trung Quốc ghét nhau ra mặt đến vậy, thế nhưng tại sao họ lại quay xe bắt tay với nhau? Việc bắt tay như vậy có ảnh hưởng gì đến Việt Nam hay không? Tất cả sẽ có vào trong số sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi! Trong số trước chúng ta đã quá rõ tại sao Mỹ lại chọn Trung Quốc làm đồng minh chứ không phải là Việt Nam. Điều này đã khiến cho Việt Nam dù muốn trung lập nhưng cũng đành phải hợp tác với Liên Xô để tồn tại. Khi đó thì mình sẽ nhận được viện trợ của Liên Xô và ngược lại thì Liên Xô sẽ được thuê cảng Cam Ranh của mình để làm căn cứ quân sự. Câu hỏi đặt ra là Cam Ranh có cái gì mà Liên Xô rồi đến bây giờ thì hầu hết các nước lớn ở trên thế giới đều hàm hố như vậy. Vịnh Cam Ranh có diện tích 60 km2, nước sâu từ 16 tới 25 mét, có nơi sâu nhất là 32 mét. Nó tuyệt vời ở chỗ là nó không có đá ngầm mà lại có núi cao trên 1.000 mét che chắn ở bên ngoài, bên trong là đất liền. Cam Ranh nổi tiếng là vịnh kín gió, dù bên ngoài có bão có sóng tới cấp 5, cấp 6 thì bên trong không bao giờ sóng tới cấp 3, rất lý tưởng cho tàu thuyền neo đậu. Cấu tạo địa hình như vậy tạo cho vịnh Cam Ranh có một vị thế độc nhất vô nhị bên các bờ của Biển Đông để có thể đón nhận nhiều tàu lớn trú ngụ, tiếp nhiên liệu và sửa chữa. Một quân cảng được hỗ trợ bởi một sân bay quân sự nữa thì đó sẽ trở thành một tổ hợp quân sự cực kỳ hoàn hảo. Núi cao có thể đặt các trạm radar bao quát những vùng biển rộng lớn với bán kính hàng nghìn cây số. Dưới vịnh có thể đào những đường hầm vào sâu lòng núi để cất giấu tàu ngầm. Địa thế của vịnh Cam Ranh có thể nói là bố của đẹp, công thủ đều tốt. Từ Cam Ranh, tàu buôn và tàu chiến hạm có thể nhanh chóng tiếp cận các con đường huyết mạch của thế giới ngang qua Biển Đông. Trong khi đó, thì Biển Đông lại là một con đường quốc lộ hàng hải tấp nập nhất thế giới. Hàng ngày có 1/4 tàu vận tải cỡ lớn của thế giới đi qua đây. Nếu tính cả tàu quân sự, thì bình quân mỗi ngày có cả ngàn chiếc qua lại. Tất cả tàu chở dầu từ vịnh Ba Tư qua Ấn Độ Dương đi qua eo biển Malacca để đi lên Đông Bắc Á đều phải đi qua Biển Đông. Cái ít hầu là ở chỗ này. Mỹ hay Trung Quốc mà vớ được Cam Ranh thì các bố đặt tên lửa đấy làm chốt BOT rồi ngồi thu tiền á, thì cứ phải nói là sống 10 đời cũng chẳng hết. Biển Đông không chỉ là vùng có quyền lợi gắn bó với các nước xung quanh mà còn liên quan đến quyền lợi của các nước lớn như kiểu là Mỹ, Nga, Nhật và kể cả là Ấn Độ vì hàng hóa của họ đều đi qua đây. Chính vì thế nên tranh chấp ở Biển Đông đã trở thành cuộc tranh chấp của Mỹ, Nhật, Nga, Ấn Độ và ASEAN là như vậy. Theo giới chuyên gia quân sự đánh giá, một chiếc tàu ngầm Diazen với vận tốc 10 hải lý trên giờ chỉ cần 3 tiếng đồng hồ xuất kích từ Cam Ranh là đã có thể tiếp cận với giao thông của Biển Đông rồi. Tàu ngầm nằm dưới nước với vũ khí như hiện nay có thể vươn tới bất cứ nơi nào trên vùng biển địa chiến lược này. Cam Ranh không chỉ bảo vệ vùng biển, các đảo và tài nguyên trên biển mà nó còn là căn cứ để bảo vệ Tây Nguyên và phía Nam của Việt Nam. Nói về cái độ đẹp của Cam Ranh thì chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm đã từng nói rằng nếu cộng Cam Ranh với căn cứ Subic và Clark của Philippines thì sẽ tạo thành một thế liên hoàn xem như toàn bộ Biển Đông đều bị kiểm soát và có thể chi phối cả Biển Đông. Năm 1966, cựu Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson có ghé thăm cảng Cam Ranh. Trong chuyến thăm đó, báo chí của Mỹ đã phải ca ngợi Cam Ranh rằng ai chiếm được Cam Ranh, kẻ đó sẽ chiếm được một nửa Trung Quốc, có thể kiểm soát được tuyến đường vận tải huyết mạch Á-Âu. Ví một cách đơn giản thì Việt Nam như một cô gái đẹp với Cam Ranh là một nơi có nước nồi đầy đủ. Ông nào ông đấy nhìn vào cũng chỉ muốn đưa tàu của mình vào Cam Ranh để đóng quân. Chính vì thế mà mình tuyệt đối không cho ông nào nhòm ngó kể từ sau ngày hết hợp đồng với Liên Xô. Vì để các ông đút tàu vào thì dễ, nhưng khi đuổi các ông ra thì vô cùng khó. Cái giống đời nó vậy, các ông xin thờ thì dễ, nhưng để các ông giữ lễ lúc đấy nó mới khó, lỡ ngớ là nó trở mặt ngay. Quay trở lại với câu chuyện Liên Xô thuê cảng Cam Ranh của mình năm 1978, đó là thời điểm mà Liên Xô vẫn đang rất muốn tìm cách khắc chế lại liên minh Mỹ-Trung. Thế nhưng rồi sau khi mà Mỹ dưới thời của Tổng thống Reagan đã bắt đầu quay xe muốn cải thiện với Đài Loan và vẫn muốn bán vũ khí cho vùng lãnh thổ này, thì câu chuyện liên minh Mỹ-Trung chống Việt-Xô đã giảm nhiệt đi rất nhiều.
Mỹ đã quay xe với Trung Quốc và không thực hiện cam kết về vấn đề Đài Loan, khiến cho Trung Quốc lúc này buộc phải nối lại quan hệ với Liên Xô. Tháng 3 năm 1982, thì Brezhnev đã công khai kêu gọi cải thiện quan hệ Trung-Xô. Trung Quốc đã nêu ra 3 yêu cầu để bình thường hóa quan hệ với Liên Xô. Một là Liên Xô không ủng hộ Việt Nam chống Campuchia. Hai là Liên Xô phải rút quân khỏi Afghanistan khi mà đã đưa vào đó từ năm 1979. Ba là Liên Xô phải từ bỏ việc triển khai quân đội tại biên giới Sổ Chung. Đây là 3 điều mà Liên Xô chỉ đồng ý rõ ràng khi mà Gorbachev lên làm Tổng Bí Thư. Chính sách đối ngoại của Gorbachev là cải thiện quan hệ hơn nữa với những quốc gia thù địch cũ, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia khác ở châu Á. Thế nhưng cái quan hệ ưu tiên số 1 vẫn là Trung Quốc. Ngay sau khi Gorbachev lên nắm quyền, thì Thủ tướng Trung Quốc là Lý Bằng đã tới Moscow vào tháng 6 năm 1985 để ký một hiệp định hợp tác kinh tế và công nghệ. Lý Bằng viếng thăm Liên Xô thêm một lần nữa vào tháng 12 của năm đó. Trong các cuộc hội đàm ở Moscow, Lý Bằng đã khẳng định với Gorbachev rằng sẽ không có khả năng hai nước bình thường hóa quan hệ nếu Liên Xô tiếp tục ủng hộ sự hiện diện quân sự của Việt Nam trên lãnh thổ Campuchia. Ngay lập tức thì lãnh đạo Liên Xô đã bác bỏ ý kiến khi cho rằng Liên Xô sử dụng Việt Nam để quấy rối Trung Quốc. Trung Quốc đặt Liên Xô trước sự lựa chọn, một là quan hệ với Trung Quốc, hai là quan hệ với Việt Nam, không được chọn cả hai. Cuối cùng thì Gorbachev đã quyết định chọn Trung Quốc, dù không vồ vập đến mức sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá. Thế nhưng Liên Xô đã có hàng loạt những nhượng bộ hạ mình để đạt được quan hệ với người hàng xóm. Liên Xô đã chủ động đưa ra những giải pháp hòa giải dần theo hướng Trung Quốc yêu cầu. Với việc chọn Trung Quốc thì thái độ của Liên Xô với Việt Nam tất nhiên cũng sẽ thay đổi. Liên Xô dần thuyết phục Việt Nam nên rút quân sớm khỏi Campuchia để chấm dứt cuộc xung đột này, vì họ cho rằng cuộc xung đột này ảnh hưởng tới quan hệ của Liên Xô với Trung Quốc và cả Đông Nam Á. Đồng thời thì nó còn hạn chế khả năng tiếp cận của Liên Xô tới khu vực này. Đây cũng chính là lý do mà tại sao năm 1988 Trung Quốc tự tin đánh chiếm đảo Gạc Ma của mình mà không hề sợ hãi gì cả. Đơn giản bởi có Liên Xô đang trên bờ sụp đổ thì họ đã mua chuộc rồi, thế thì còn cái quái gì nữa đâu. Với Mỹ thì Việt Nam ngày đó vẫn chưa có quan hệ gì cả, thế nên cũng muốn gọi 500 anh em ra cứu lắm. Thế nhưng chẳng có ai, có mỗi ông Anh thì gọi điện lại thấy thuê bao này. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Trung Quốc lại chọn Gạc Ma để chiếm? Đơn giản bởi Trung Quốc muốn có một pháo đài ở trung tâm Biển Đông. Bãi đá Gạc Ma gần như nằm ở giữa Việt Nam và Philippines. Ở vị trí đó, Việt Nam muốn lấy lại cũng rất khó khăn vì xa bờ. Trung Quốc muốn ở một vị trí an toàn và với việc chiếm được Hoàng Sa, họ có được một thế gọng kìm tam giác từ Hải Nam xuống Hoàng Sa và Gạc Ma để khống chế Biển Đông. Thời điểm đó, Việt Nam cũng không có tàu chiến hiện đại và đủ sức để lấy lại được. Vậy thì câu hỏi quan trọng hơn đó là Liên Xô ở đâu trong vụ này? Ông Anh mà mình đã cho thuê cảng Cam Ranh lúc đó đang ở đâu? Tại sao ông Anh lại không ra cứu? Về vấn đề này thì trong bài phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trên báo Dân Trí, ông cũng đã nói về Đại tướng Lê Đức Anh và câu chuyện Gạc Ma này rằng lúc đó đã có hiệp định về an ninh với Liên Xô và hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô thì đang đóng ở Cam Ranh. Ở vị trí của mình, ông Lê Đức Anh hiểu Liên Xô sẽ né tránh việc va chạm với Trung Quốc, nên thay vì đề nghị Liên Xô giúp đỡ về vũ khí, ông chỉ muốn họ cử một chiếc tàu chở nước tiếp tế cho bộ đội ở Trường Sa như một thông điệp về sự hiện diện của Liên Xô ở khu vực đó. Thế nhưng điều này đã bị từ chối. Từ đó trở đi, khái niệm độc lập tự chủ một cách thực tiễn đã hình thành trong đầu của ông. Đó là độc lập cả về kinh tế và chính trị và độc lập cả về quốc phòng an ninh. Thời điểm yêu cầu hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô rời khỏi Cam Ranh, ông Lê Đức Anh có nói với ông Nguyễn Chí Vịnh rằng ngay cả một cái tàu nước mà Liên Xô cũng không giúp mình thì trông cậy gì vào những việc khó hơn. Nhưng ngược lại, Liên Xô còn ở đây với đầy đủ tàu ngầm và tên lửa đầu đạn hạt nhân thì không bao giờ quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc hòa hoãn được. Đây là những mối quan hệ vô cùng rối rắm mà nếu như không nghiên cứu một cách chậm rãi thì không thể hiểu nổi tại sao nó lại như vậy. Định nghĩa về bạn và thù là một việc làm vô cùng khó. Mỹ đánh mình tơi tả, nhưng ngay sau khi vừa đánh xong thì mình lại muốn làm bạn với Mỹ để kiềm chế Trung Quốc. Thế thì Mỹ được gọi là bạn hay thù? Với Mỹ thì họ luôn cho rằng Việt Nam là tiền đồn của Liên Xô và Đảng Lao động Việt Nam là cánh tay nối dài của Cộng sản quốc tế. Chính vì thế mà Việt Nam được đưa vào danh sách cần phải xóa bỏ để ngăn chặn sự lan tràn của chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Nam Á. Và đó cũng chính là nguyên nhân sâu xa của những quyết định leo thang chiến tranh và đẩy nước mình vào một cuộc chiến đẫm máu với số lượng bom đạn trút xuống lãnh thổ Việt Nam còn nhiều hơn cả trong Thế chiến thứ hai. Đó là về Mỹ, việc làm của họ với Việt Nam có lẽ cũng không có gì quá rối ren khó hiểu như Trung Quốc. Một đất nước láng giềng, một đất nước có chung ý thức hệ với mình, thế nhưng quan hệ hai nước lại vô cùng phức tạp.
Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp kháng chiến cứu nước của nhân dân ta trong công cuộc đánh bại thực dân Pháp. Đó là những sự giúp đỡ mà mình không bao giờ quên được. Thế nhưng ngược lại thì Trung Quốc luôn đặt mình sau lợi ích của quốc gia họ và có những cái vô cùng lắt léo. Ngay từ khi thực dân Pháp thất bại ở Việt Nam, Trung Quốc đã tính đến việc mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ở khu vực này. Họ đóng một vai trò rất lớn trong việc thỏa thuận với Anh và Pháp về việc chia cắt hai miền Nam Bắc. Khi Mỹ thực hiện can thiệp quân sự vào miền Nam Việt Nam, thì Trung Quốc lại muốn biến miền Bắc thành lá chắn, thành vùng đệm của họ. Không những thế, họ còn muốn lôi Việt Nam ra để làm con bài thỏa thuận với Mỹ năm 1972. Từ giữa thập kỷ 60, khi Liên Xô đang tăng cường viện trợ cho cuộc kháng chiến của Việt Nam, Trung Quốc đã công kích mạnh mẽ việc chống Liên Xô, kiềm chế và gây áp lực với Việt Nam để làm lợi cho Mỹ đúng vào giai đoạn cuộc chiến đang quyết liệt nhất. Khi chiến tranh kết thúc năm 1975, một Việt Nam thống nhất lại bị coi là trở ngại cho chiến lược bành trướng của Trung Quốc ở Đông Dương. Sự việc có tính chất chiến lược này đã đẩy quan hệ Việt-Trung vào thế đối đầu cho tới khi kết thúc chiến tranh lạnh. Trong suốt thời gian đó, Trung Quốc đã công khai chống Việt Nam từ việc vận động Mỹ chống phá Việt Nam trong vấn đề Campuchia, ủng hộ chính sách bao vây cấm vận của Mỹ với Việt Nam sau năm 1975. Đỉnh điểm là cuộc chiến tranh biên giới vào tháng 2 năm 1979. Và cuối cùng là Liên Xô, một đất nước không thể không nhắc đến trong chiến tranh Việt Nam, một đất nước đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều và đã góp phần làm nên chiến thắng của cách mạng Việt Nam. Thế nhưng quan hệ giữa Liên Xô và Việt Nam cũng phải trải qua rất nhiều những thăng trầm. Là nước được coi là đứng đầu phe chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh thế giới thứ hai và cũng là nước chi phối phong trào cộng sản thế giới sau năm 1945. Thế nhưng Liên Xô lại có những chủ trương, những chính sách gây khó khăn cho phong trào giải phóng dân tộc của các nước. Điển hình là việc Stalin không muốn công nhận Đảng Lao động Việt Nam và Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Stalin không trả lời hầu hết các bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc đề nghị Liên Xô công nhận Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ. Mãi tới năm 1950, khi có tác động của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì họ mới công nhận, thế nhưng luôn trong tình trạng nghi ngờ. Kể từ đầu năm 1960, khi Mỹ trực tiếp đưa quân vào tham chiến và mở rộng chiến tranh ở Việt Nam, Liên Xô đã dành cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam một sự ủng hộ và giúp đỡ có ý nghĩa quyết định. Đây là những hành động giúp đỡ mà mình không thể nào quên được. Thế nhưng sau khi Việt Nam giải phóng được đất nước thì mọi thứ lại khác. Năm 1978, Việt Nam và Liên Xô ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Hiệp ước này có điều khoản quy định một bên sẽ áp dụng các biện pháp thích đáng để hỗ trợ bên còn lại trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công hoặc đe dọa. Thế nhưng khi Trung Quốc tấn công Việt Nam vào tháng 2 năm 1979, điều khoản này đã không được Liên Xô thực hiện vì họ đang còn quá nhiều khó khăn trong đối nội và đối ngoại. Không những thế, thì ở cuối giai đoạn cầm quyền của Gorbachev, Liên Xô đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng, buộc phải tìm cách cải thiện với Trung Quốc. Năm 1988, Liên Xô đã chấp nhận yêu sách của Đặng Tiểu Bình về việc ngừng viện trợ cho Việt Nam để gây áp lực với Việt Nam trong vấn đề Campuchia để đổi lấy mối quan hệ của họ với Trung Quốc. Họ đã làm ngơ khi Trung Quốc mang quân đến chiếm đảo Gạc Ma. Đây có lẽ là những minh chứng rõ nhất để cho ta thấy được hai chữ độc lập nó quan trọng như nào. Đơn giản bởi nước nào cũng có động cơ của họ ở đằng sau mà thôi. Mình không thể đi với nước này để chống nước kia, ngả theo phe này để chống phe kia. Việt Nam là Việt Nam. Việt Nam là một nước ủng hộ lẽ phải, chứ Việt Nam không ủng hộ phe nào cả. Nhiều người cứ cho rằng phải ngả về Mỹ để bảo vệ chủ quyền quốc gia hoặc là phải bằng mọi giá thoát Trung Quốc thì mới có thể phát triển. Đây chỉ là suy nghĩ một chiều và không có cơ sở. Chẳng nước nào cho không mình cái gì cả. Chẳng có nước nào họ giúp mình vô điều kiện. Chỉ có tự vươn lên bằng năng lực của chính mình, tự chủ động định vị mình trên bàn cờ thế giới thì mới có thể giúp Việt Nam đứng vững được. Còn một khi vẫn có tư tưởng làm con tốt thì suốt đời phải chịu sự điều khiển của người khác mà thôi. Lúc đó chắc chắn không bao giờ có hai chữ tự do mà Bác Hồ đã mang về cho dân tộc. Ở góc độ cá nhân, người ta làm quần quật cả ngày để kiếm tiền, cuối cùng cũng chỉ để tự do tài chính. Chỉ khi có tự do tài chính mới giúp họ đạt được tự do cá nhân, được làm mọi việc mình thích mà không phải lệ thuộc vào ai. Đứng ở góc độ một quốc gia cũng y hệt như vậy. Ông cha ta đã phải trả những cái giá quá đắt để mang về hai chữ tự do cho dân tộc. Chính vì thế mà nhiệm vụ của con cháu là phải học tập, phát triển để giữ gìn nó, chứ không phải tinh ăn lười làm, đi phụ thuộc vào một nước nào đó để sống kiếp làm mọi, để làm con rối cho nó điều khiển. Đây cũng chính là lý do mà tại sao trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 15 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đã phải viết rằng: Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc Nam Châu hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu. Chỉ có học để đứng trên đôi chân của mình, lúc đó mới có được hai chữ tự do cho cá nhân và cho dân tộc.
Hiện tại thì YouTube đã có nút cảm ơn ở ngay phía dưới video. Anh em có điều kiện thì có thể ủng hộ ekip Đàm Đạo Lịch Sử qua đó đấy nhá. Còn không thì thôi, anh em chỉ cần like và subscribe thôi. Thế là bọn em vui lắm rồi. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.